trời non đã bắt đầu quá nhô lên khỏi mặt đất rồi các bạn. Đây là cái bụi cây gì mình quên mất tên rồi, có màu vàng đẹp lắm. Bên đây là bụi hoa tulip, để trời bớt lạnh chuẩn bị vào mùa xuân thì tất cả cây cối đều đã lấy chồi nhô ra khỏi mặt đất. Thông nhỏ cái thông con á, bạn thấy không? Cái thông con á, cái bên cái bụi tulip á, nếu nhà có sân vườn thì mình bứng mình trồng á, tốt lắm, hay lắm. Đây đâu còn đất nữa mà trồng. Nay mưa các bạn, mưa từ sáng sớm và dự đoán là mưa suốt cả ngày lâm râm. Today not good, cloudy and rainy. Mọc lên rồi các bạn. Trên đường mình đi tìm đánh chia sẻ mọi người tập những cái trò non này nữa. Welcome to Eco House. Vào đây thử xem khám phá cho mọi người, cùng mọi người trải nghiệm cái căn nhà này các bạn ha. Bạn ơi, lối đi lên tòa nhà nè, hai bên là hai hàng dương sĩ. Nhà này các bạn, kiến trúc cũng cổ các bạn ha. Người ta xài điện mặt trời các bạn ha. This one people has a power panel. Điều Hamilton 1851 to 1861, Beaver's home. Beaver người xây dựng là Sam Green. Confederation Stone Farmhouse. Cái lối này lên trên các bạn. Là lịch sử thiết kế căn nhà này nè các bạn. Đi men theo con đường xung quanh cái nhà này các bạn ạ. Không ngờ gần nhà mình mà có được một cái di tích của Hamilton như thế này cũng hay chứ các bạn. Tự nhiên là bữa nay rồi mình thiếu tư liệu. Dẫn giải về thích cái về cái di tích này rất là kỹ các bạn nha. Đây là cái máy thép steel ropes. Có tổ chức cho cái vườn rau cộng đồng này các bạn, chắc vào mùa xuân thì mọi người có thể vào đây để tự tay mình là có những cái ô vuông như này mình trồng rau các bạn ha, hay ha. Eco House Community Garden.
những cái ô trồng này chẳng có gì hết các bạn. Nhưng mà chắc vào mùa xuân thì vui lắm. Học sinh này kia người ta đến đây dẫn con em đến đây, là học sinh đến đây để trồng cây. Mình nhìn ngôi nhà từ dưới lên đây. Thời tiết hơi xấu các bạn ha. Ngôi nhà đẹp trời mình sẽ quay trở lại. Đây là cổng chính nè. Đây là cổng chính ngôi nhà nè. Không biết nãy mình đi theo cổng phụ. Đây, cổng chính của tòa nhà Early On. Chào mừng trẻ em và trung tâm chào mừng trẻ em và gia đình. Trên núi cũng đã mù sương hết rồi các bạn ha. Này cũng hay chứ, mình nhìn thấy kiến trúc cũng hay, có nét gì cổ cổ. Thang rồi là cái mình quay trở ra các bạn ha. Đây. Ở đây cũng thích hợp cho gia đình và các trẻ em các bạn ha. Có người trong nhà, nếu một ngày nào đó có đi cùng vợ mình thì mình xin vào trong mình quay bên trong cái nhà như thế nào. Thấy có tiếng người trong đó. Tối quá, các bạn có thấy gì không? Mình sẽ bù lại vào những ngày khác nha. Tạm biệt Eco House. Hẹn một ngày mình sẽ gặp lại cùng với mọi người và đi vào trong xem. Ôi các bạn ha. Tao sẽ nhìn từ ngoài đường vào đó các bạn. Chúng ta cùng tham quan ngày bên ngoài vườn, một cái tòa building quá lớn các bạn ha, người ta xây dựng vườn rất là apartment. Chiều rồi chim nó về tổ, cái chim sẽ nó về tổ vang dội góc trời. Now sparrow back the next. And the sound is very nice. Xa quá, mờ xưa các bạn. Có một con đường dẫn lên núi đó. Cảnh Canada đẹp nhờ vắng người các bạn. Đất nước Canada có nhiều cảnh đẹp nhờ cũng còn ít người. Đó là cảnh thiên nhiên chưa bị tàn phá. Bao nhiêu hộ gia đình ở trong cái tòa nhà này các bạn ha, lớn quá, nhà cũng đẹp, có cái view cũng đẹp. Trước đây con mình cũng định book cho mình ở đây khi mà chưa có lấy được căn nhà mà mình đang ở, căn nhà lúc đó đang cho thuê. Sau đó lấy lại căn nhà rồi mình ở đó, khỏi ở apartment. Chắc vợ mình cũng đang trồng. Everyone back home hả? Đi toilet nào. Về nhà đó mình thấy cái bộ đội xe lửa nó chạy ngang cái đường rầy, trên đường rầy này các bạn chạy ngang đường mà quay không kịp. Tại vì cũng còn rất xa mình mới tới được nơi đây. Đường này đây. Bên phải chúng ta thì nó đi về các vùng cảng thép này xây dựng.
bên trái chúng ta là cái đường nó nối liên quận với lại Hoa Kỳ đấy các bạn. Đó, đường này là đường đi về với kho thép, ngược lại đi về Hoa Kỳ. River Estate, ngôi nhà hiện tại của Green Venture Eco House tọa lạc tại số 22 River Drive ở phía đông Hamilton, sẽ được cải thiện về khả năng tiếp cận. Dự án này được tài trợ một phần bởi Quỹ Hỗ trợ Tiếp cận của Chính phủ Canada. Nó sẽ cung cấp các tính năng quan trọng để tất cả người dân Hamilton và du khách có thể sử dụng tòa nhà này. Bằng cách cải thiện khả năng tiếp cận tại Eco House, Green Venture hy vọng sẽ mở rộng phạm vi tiếp cận của mình và thúc đẩy tốt hơn các lựa chọn sống bền vững cho người dân Ontario trong khu vực.